Chúng ta tiếp tục với book 1, season 2. Chapter 18%. Chapter 1. Bảng 2, 52%. Exit team. Hay là hai em này hay cái này hay em này ok từ ô em biết tin mình như vào 12 được 3 người rồi thì cho bạn này đây ok 4 người rồi mình đã được 4 người. Ít 4 người nhưng chúng ta 25 mới thêm 1 người thứ 5. Ok, trận này chúng ta phải đánh bảng trên. Gặp xoáy Rocket Legion. Điểm chỉ số sức mạnh là 311. Rocket Legion là một cần thêm một con cáo vậy. Cây đâu quá đơn giản đối với nội vui đi. Vui đi trước cuộc chung ra khi nào thì tóc chết đi rồi lại chết rồi. Mình gặp siêu nhân trắng Rampon siêu nhân trắng điểm thì sức mạnh 290. Rampon đã thi đấu với lại Vision. Bây giờ mình sẽ xuất hiện với phone tầm 2. Ôi đi về. Ok, đi về xuất chiến. Mình thấy Vision cũng không có trực tiếp gì đặc biệt lắm. Hải đấu với Vision đấu với lại đối thủ khắc tinh thì Vision tăng thêm 2 đặc biệt. Không được ok rồi đó. Vôi đê đấu với Alexa. Alexa như là nhân vật đầu tiên mình được sử dụng. Càng là các đối thủ càng mạnh. Ghost Rider. Ghost
là toàn bây giờ chúng ta gặp ai đây biết à, đây là người mà gặp Vision. Vision có ăn được không? Vision khá là yếu. Ui, bấm chất nặng chất đi. Ủa này mua chỉ đấm đá thôi, không có skin gì đậm đậm. Người quái người dư Black Panther và Vision ngang cơ. Không ai tăng, không ai giảm tỷ số. Có à chị ạ. Có à chị ạ. Qua màn này và mở tinh thạch cho lại đập tinh thạch tiếp, có tiền đập tinh thạch luôn. Tiền được sướng 2 sao 3 sao 4 sao 3 sao đây 4 sao 3 sao 4 sao rồi vậy thì quá đẹp. Ui giời ơi 4 sao ai đây. À, cần viết dân sao sao biển vâng ắt cứ để up tăng không biết là ở đâu đây. Ừ, như là đây. Ui, 7 sao. Dã man. 4 sao thì là cấp tinh, 7 sao thì dã man. Hãy
Mình quên vừa không bật cho bạn xem là mình mở được form 4 ở 2 sao nhé. Form 2 sao. Form 2 sao chỉ tối rồi. Đây, có 2 sao chỉ số 157. Ok, chúng ta tiếp tục đến với lại bản 3 của chapter 2. Ok, mình đã lên đi vào 13. Ok, đi bằng tiên trước. Đồ lợi của mình đã thay đổi. Vô đi. Khi mà gặp đối thủ mà cắt tinh thì chỉ số của các anh hùng sẽ bị giảm sút nhé. Mình vừa nãy vô đi tăng lên tận đến 1.300 điểm. Đối thủ từ 300 giảm tích xuống còn hơn 200 như vậy. Đây, ví dụ như đây 334 điểm. Khi mà gặp vôi đê cân bằng vẫn 334. Giống như đánh hùng vậy. Giống như là mình bị sắc vậy. Tấn đoàn. Đặc biệt vô đê ra đoàn rất nhanh và rất phát. Không chậm như là anh hùng vừa đẩy. Không chậm như là Vision. Vision mặc dù giao nên rất gì rất là nhanh. 350 điểm, 350 điểm sức mạnh Green Goblin. Anh chàng này có thể đáp thuốc nổ nha, đáp thuốc nổ. Bây giờ Green Goblin cưỡi trên thảm bay rất nguy hiểm. Đánh liên tiếp, đánh liên tiếp. Hay ẩu. Vô đề là đoàn rất dứt khoát. Không để cho đối thủ kịp thở. Tiếp theo là ai đây? Ultron. À, nhìn rất khủng. Trận này yêu vô đề dường như là đấu từ đầu đến cuối trận luôn. 4 trận rồi, trận này vô đề thì chất quân. Hơi đau rồi đấy, hơi đau rồi đấy. Chết đi. Wow. Bảy tám mươi tám máu. Ô vô đê còn 78% máu. Gặp anh như nào đây? Mình rất bận rộn. 379 chỉ số sức mạnh Apocalypse. Nhìn qua nhỉ, gặp Vision rồi. Vision khá là chậm nhưng mà đoàn đấm thì cũng rất là chất lượng. Không như nặng nề này. Cây âu kết thúc luôn vì gần ánh mắt cuối tiên nữa. Ok, mình gặp 2 sao với 393 điểm sức mạnh. Nhưng mà khi gặp Storm của mình
thì đã bị giảm sút xuống còn 358, thì mình được cộng thêm điểm lên trở thành 1387, vô cùng là cao luôn. Rút skin của em này như nào? KO. Quá sợ. Tôm chính là người tạo ra bão tố. Mình đã nhớ được ra Tôm là người tạo ra bão tố. Còn dị nhân Tôm là người con mắt màu trắng và tạo ra bão tố. Đấy, đúng rồi. Tạo ra nhân vật quá chuẩn luôn. Tôm vẫn giữ nguyên sức mạnh là 1.153 đấu với lại 559 Abom Dashen. Tổng hợp những nhân vật trong Mavi. KO. Tôm win. Tôm quả tóc rất bá đạo. Tóc chỉ có một dọc chạy ở giữa đầu thôi. Ok, mình đã hoàn thành 52% của bảng đấu 3. Rồi mình sẽ đấu sang bảng dưới. Ok. Express. Một 52% sẽ hoàn thành 11 phần cuối. Đang hồn đã được hồn máu trở lại. Rồi có hai đối thủ đấu nhau không? Vôi đê đấu với Stan Netflix. Vô đê mất 1% máu đã chuyển đi trong chân vít. Mình hơi bị ăn họng một chút. Còn như là chuẩn bị 4 màu xa. Để đi hút rồi. Stone sẽ đấu hút. Cân bằng điểm. Canavit là người thất điểm nhất trong bộ trong đội chiến binh luôn. Tấn tức cây âu tự đai luôn. Tôm win. Gặp ai đây? Mình gặp rất mới. Miss Marvel. Oh à. Chính là Marvel gặp Canavit. Canavit được tăng thêm khá nhiều điểm luôn. Tận 888 điểm lên đến 1192 điểm. Đây mình gặp 300 điểm. Ồ, dã man. Đúng là sắc tinh như sắc. Đấm vài nhát đã chết rồi. Wow.
gặp Antiman. Vui đi gặp Antiman. Ok. Tôi đi đánh rất khủng. Ok, mình đã nhận được thêm một tinh thần nữa. Mô khác mở Aachen à, nhân vật mới. Có cái Vision. Tự xem skin của Vision này. À trời, có nhỉ. Mình được xem team của bạn ấy thế nào thôi. Tao yêu. Không cần đánh nhiều. Đánh ra hai lần trừ kim nghĩa là anh chàng tung cánh bay đã tăng nó toàn rồi. Gặp boss rồi. Có phải không? Nhưng mà chưa. Captain Mavi gặp Scanagip. Scanagip tăng nhưng không đáng kể, không nhiều như lần vừa rồi. Scanagip đánh rất đậm máu. Mặc dù điểm chỉ số bình thường của mình đã lên đi vào 14. Ok. Gặp boss rồi. Vd đấu với đại Amon Lan Sinh. Đây ra skin là bị hụt. Bây giờ chỉ kinh chuẩn rồi. Nhưng vẫn chết. Đã mang thật. Một trăm phần trăm đã thông được bảng 3. Ok. Open. Có 15 đá cần mở, mình sẽ mở hết luôn. 3 đá. Open 3 luôn. Ok. Đấy tên nhanh. Đã phải đợi nhiều. Open 2 luôn. Ok, 2 anh 1 ca, 2 anh 2 ca. Open này. Open luôn. Open luôn. Bảy cái này. 7 luôn. Open luôn. Hết chưa? À, có bạn yêu cầu kết bạn.
lại được một tinh thần nữa. Ok. Lại được tinh thần rồi. Đâu buồn ghê. Như có tướng năm sao à? Lại hai sao. Trời ơi, đi gần hai sao còn rớt âu cầm luôn. Ô cần được bao nhiêu vàng à? 6.400 vàng. Ô cần tiếp rồi.